mình ngồi đây là nói chuyện đó. Ngày nào cũng vậy, cứ đến gần trưa, điều dưỡng viên Đinh Chí Thân phụ trách thận nhân tạo bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đều tranh thủ ghé qua khu nhà trọ của bệnh nhân chạy thận nhân tạo để xem tình hình sức khỏe các bác các chú. Vừa chạy thận nhân tạo về nghỉ ở đây, vừa thấy anh Thân, ông Nguyễn Văn Bình, một bệnh nhân chạy thận nhân tạo cao tuổi đang lưu trú ở đây, chạy ra mời vào ăn cơm trưa với vợ chồng ông. Từ ngày ông Nguyễn Văn Bình ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch vào bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình để chạy thận nhân tạo, vợ ông cùng bỏ bê nhà cửa, vườn tược để vào viện chăm ông. Gia đình ông bà vốn đã khó khăn, 6 năm nay ông Bình phải chống chọi với bệnh tật, cuộc sống càng vất vả hơn. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Bình xem khu nhà trọ miễn phí trong bệnh viện như ngôi nhà thứ hai. Như đấy là họ cho bên bệnh viện cho ở cái nhà đây thì cũng tương đối cũng ổn định, miễn phí hết toàn bộ điện ra đặt ở đấy thì như nhà thứ hai đấy, ở đấy thì thoải mái hơn. Khác với những khoa bệnh khác, các bác sĩ nhân viên làm việc tại khoa thận nhân tạo bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình gắn bó lâu dài thường xuyên với bệnh nhân. Điều dưỡng viên Đinh Chí Thân cho biết, không chỉ làm công tác điều trị, các y bác sĩ còn nắm bắt tâm lý của bệnh nhân, tìm hiểu hoàn cảnh để kịp thời kết nối với các nhà hảo tâm giúp đỡ người bệnh đang khó khăn. Đinh Chí Thân kể rằng, có nhiều bệnh nhân gắn bó nơi đây đã hơn 10 năm. Quãng thời gian đó đủ để bác sĩ và bệnh nhân thấu hiểu nhau, đồng viên nhau cố gắng chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Điều dưỡng viên Đinh Chí Thân tâm sự, các cô, các chú bệnh nhân ở đây yêu mến bác sĩ lắm. Có người còn gọi chúng tôi là những đứa con mang bờ lũ trắng của bệnh nhân chạy thận. Riêng thận nhân tạo là tình cảm lắm, tại vì gắn bó lâu dài. Có nhiều người gắn bó đến cả chục năm thế, thành ra là hiểu nhau hết. Ở đây chạy có người đến cả chục năm, gắn bó mà đến khi họ mất kể là mình buồn nhất, nó giống như người nhà. Bác sĩ Trần Thanh Tình, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, phụ trách đơn vị thận nhân tạo, bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cho biết, đơn vị đang tiếp nhận điều trị chạy thận nhân tạo cho khoảng 55 bệnh nhân. Các bệnh nhân chạy thận thì cuộc sống của họ gắn liền với bệnh viện, mọi chi phí điều trị, nơi ăn chỗ ở rất tốn kém. Có những bệnh nhân hoàn cảnh neo đơn, nhà nghèo, thậm chí có người không có tiền để bắt xe đến bệnh viện. Theo bác sĩ Trần Thanh Tình, việc kết nối các nhà hảo tâm, hỗ trợ các bệnh nhân nghèo không những giúp người chạy thận có tiền trang trải từng ngày, mà còn động viên tinh thần để họ chống chọi lâu dài với bệnh tật. Nói là bệnh nhân chạy thận nhân tạo là họ gắn bó suốt đời với bệnh viện, với cái máy. Do đó là họ coi bệnh viện như là ngôi nhà của mình. Ngày nào là bác sĩ lúc cũng gặp bệnh nhân. Người hoàn cảnh tôi lắm, đa số là thành phần là ở đây là 55 ca bệnh nhân, nó là gia đình khó khăn với là thiếu thốn. Những cán bộ y tế phải tập trung là chăm sóc, động viên và coi họ như người thân trong gia đình mình để cho họ cảm nhận được vui vẻ, ấm cúng, hạnh phúc. Khu nhà trọ miễn phí cho bệnh nhân nghèo do bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình vận động các nhà hảo tâm góp tay xây dựng, có đầy đủ tivi, tủ lạnh, gian bếp, máy quạt, vân vân. Dịp Tết vừa qua, nhiều bệnh nhân ở lại trong khu nhà này vừa ăn Tết vừa chạy thận nhân tạo. Bác sĩ Nguyễn Việt Thái, giám đốc bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình cho biết, khu nhà trọ miễn phí giúp bệnh nhân đang chạy thận giảm bớt gánh nặng tiền thuê trọ, giúp bệnh nhân có tinh thần thoải mái và sức khỏe tiến triển tốt hơn rất nhiều. Thì rất là nhiều cái tổ chức, kể cả cá nhân, lãnh đạo bệnh viện đều đi thăm bệnh nhân, tặng quà, thăm hỏi động viên. Không những là thăm ở tại bệnh viện, họ về cái khu vực mà bệnh nhân thân ở trọ, chỗ mà ở trọ miễn phí ấy. Đến đó thì họ còn xem xét, xem thử ăn ở thế nào, họ có cái hỗ trợ riêng nữa.